anh nhanh này. Dạ dạ dạ. Nha sư. Dạ. Anh trai đâu có về nha. À, anh đến hết mà. Dạ, cứ về em mai cho. Anh là phim Trung Quốc à? Anh là phim. Em đang làm cái gì vậy? Dạ, em đang làm gọi là lão dài. À, cũng như là bán nhảy giờ. Anh ơi, về số ok lắm. Ờ, hồi sáng giờ mà được nhiều đó thôi đó hả? Dạ, chút nhiều. Ủa, anh đòi nhiều nữa, cái đồn là chấn động lắm mà. À, vậy là chấn động rồi đó, vậy là mẹ rồi đó. Dạ, anh hy vọng là anh giàu thì cái năng suất của tụi em dạ. Sẽ cao hơn. Phải vậy chứ anh. Phải vậy chứ. Hay quá anh rồi. Một trả thay cho anh ra. Trung Quốc thì sẽ ghé cái xí nghiệp của Diễm với lại là Bích Chi và Quế Trân đây để mà tham gia coi cái chương trình hoạt động như thế nào. Hồi sáng giờ là ok không ạ? À? Dạ ok luôn. Nhiều à. Vậy bây giờ là giảm bớt rồi đúng không? Giảm bớt rồi chứ mà đớt quá không bán được. Đúng rồi, đớt quá là giảm bán không được nha. Nó không phải nghe. Giảm bớt một lần thì vui, đớt nhiều lần thì kỳ nha. Giảm bớt một cảm ơn cho Võ Tấn Phát. Trung Quốc thì nào? Dạ rồi, bây giờ là chúng ta xuất hiện đem lên sản phẩm một bộ chấn động luôn. Dạ, hiện tại là miệng thanh tra hơi thúi nhưng vì nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên bộ chăm sóc răng miệng. Ok. Hai là đi về luôn. Anh không có cần. Em, anh like mười mấy tiếng anh không có cần nhân vật này. Thứ nhất là vô tốn tiền của anh. Thứ hai là cái này thì nó không hợp với anh sẽ thấy mình bị lép mế. Tại không ai mà đậm đà mặc đậm đà mà vô like với anh. Một là đang thay đồ, hai là đi về luôn. Tại sao? Tại vì không thích. Tại sao thích? Ê tiếp, hai không? Hai. Không thể chốt. Đi ra, em. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ai giờ đẹp? Ôi ơi, bây giờ không đẹp cũng được hả? Ủa, anh thô. Em nói mày mày hay lên. Trời ơi, cái gì vậy? Em nói mày hay lên. Sao mà lộn đồ thanh tra như vậy? Mẹ ơi, mày hay lên. Thanh tra đó. Không được. Không sợ hả? Không sợ. Em mày hay lên. Trời ơi, mày hay. Bài hay tôi bán cái này sao bài hay được? Em bài hay không? Bài hay. Bài hay. Trời ơi. Em. Bài hay lên. Ai cho em đẹp? Phải thôi. Phải thôi thôi. Em thay đổi cho tôi không? Thôi thôi. Rồi bây giờ sao bài hay? Em một chai nước tẩy trang. Em đưa đầu không nghe không? Lên đi tẩy trang luôn. Lên đi tẩy trang. Có tẩy trang lên. Lên đi tẩy trang. Xin chào em. Ủa thay tại đây luôn, mất gì là phải đi ra? Trong bộ đồ công nhân thật xấu, thật hiện đi danh. Ở đâu mà vô mà khách mời được đẹp hơn tôi gia chính vậy? Wow. Ở đâu có chuyện có vậy mọi người? Ủa, ép chịu hả? Sao mà chịu không được em? Ôi ôi. Mà tới mạng biết anh bị ghiềm. Ôi không, bị ghiềm luôn thật sự. Em là bị ghiềm luôn. Mới rồi bắt tôi bên xuất hiện rồi, sao tôi ghiềm được. Em bị ghiềm luôn, em bị không bung hết. Ủa, sao mới bung? Quá trời. 3 triệu điểm. Dạ. Bích Loan. Trời ơi, cố lên mình đi. Diễm ơi, tôi mới kể cho em cái gì mà Diễm không cho tôi sống còn như vậy. Em hãy về tụi tôi đi. Đẹp, thì đẹp luôn. Thôi được rồi, lựa thì phải hỏi. Làm đi. Bích Loan nhận đồ. Hai đồ. Hai tại đây luôn. Thôi. Trời ơi. Thấy chưa? Giao rồi, gần giao rồi. Rồi, gần rồi đó. Lon về lon về rồi. Lon về lon về. Tị nóng em ơi, tị nóng mà em biết rồi em ơi. Sao? Ổn không? Trời ơi không phụ lon gì hết trơn Diễm ơi. Đâm đâm rồi đâm. Ôi trời lon về với Diễm rồi nè. Hình như đúng rồi đó. Đúng rồi. Hình như vậy. Là con lon nè. Trời ơi. Lon. Gặp nhau rồi. Còn một áo quần nữa. Tăng ca liền nha, lon ơi. Tăng ca, lon ơi. Tăng ca, tăng ca, lon ơi. Ba tiếng kem bánh rang, lon ơi. Xì quá vậy, rồi mày. Vô là công nhân. Hay quá, thấy không? 2, 3, vô. Rồi, ba tiếng kem bánh rang, 105.000. Rồi, thôi khỏi luôn đi, lẹ đi. Cảm ơn mấy chị, cái này là về số hay không bây giờ con này. Mấy chị, ủng hộ giùm em. Đây là máy massage. Như cha, như mẹ của mình. Cha mẹ mình mang nặng đẻ đâu. Mấy chị ở nhà đã gọi là báo hiếu cha mẹ mình chưa? Chưa. Nếu chưa mua một con này báo hiếu cha mẹ
nó bớt tới đâu điếm người tới đó. Nhưng mà tôi nghe đồn nó tới 3-4 triệu một cái đó. Ngày hôm nay trong cái live của con Diễm này còn bao nhiêu? Còn 1.127.000. Trời ơi, mày chị ơi, tiền của mày đâu này, giảm 70%. Trời ơi, tranh thủ đi mấy chị ơi, mua về báo hiếu cha mẹ đi mọi cha người. Cha mẹ đang chờ ở nhà kìa. Đúng rồi. Thiên sát thế gian này không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Trong cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu thì chốt liền em hai đi. Mấy chị ơi, bây giờ mấy chị chốt cho bản thân mấy chị cũng được giảm căng thẳng mệt mỏi đi làm nguyên một ngày. Một năm vừa qua các chị đã làm gì cho bản thân của mình chưa? Trời ơi, mấy chị ơi, cuộc đời mấy chị còn chất ngủ ngàn thú nữa. Trời ơi, thì bây giờ mình lo, mình gọi là hưởng thụ cuộc đời đi. Tiền nhiều có đem theo được đâu. Tại vì cái này có tới 6 điểm. Trời ơi, tiếp xúc ôm sát chùn da dặn gỗ mà nó bảo hành đến 12 tháng cho mấy chị luôn. Trời đâu ra. Các chị ơi, làm văn phòng làm cái gì chăng nữa, cái cổ cũng phải chống đẩy cơ thể của mình. Trời ơi, bình thường cái cổ rất là gánh nặng, đầu óc đồ này nọ rất là nặng cái cổ, mà nhiều khi đổ thêm sụn mũi rồi cạp nữa, gánh nặng cái cổ nhân đôi và nhân ba. Mấy chị chốt em này đi, 3.4 triệu mà còn 1.4 triệu. Lẹ đi mấy chị ơi, bảo hành 12 tháng luôn. Bảo hành mạng đời này, lái xe chạy làm được không? Được. Rồi đăng bồng được không? Được. Shipper chạy được không? Được. Đăng bồng coi con bú được không? Được. Nó sẽ đầu nha, nó sẽ đầu nha. Trời ơi, nó sẽ đầu nha. Rồi đã nha. Ơi, đây cái này căng nha mặt được cái gì á? Căng nha mặt nha. Đây là nha. Rồi nè. Trời ơi, trời ơi. Ê, nó sẽ đầu. Trời ơi. Cảm ơn mấy chị. Nhạc, nhạc gì nữa đi. Cảm ơn. Cảm ơn giùm cho anh đi. Cảm ơn. Chúng mày đứng dậy cảm ơn nào. Nó vừa bị thốt rồi con gái quá. Cảm ơn chị ơi. Con lắm chị ơi. Đã lắm chị ơi, trời ơi. Con lắm chị. Bớt đã lắm. Mua đi, mua đi. Mẹ lên. Cứu em, cứu em. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi nào. Cảm ơn mấy chị con này. Không bao giờ dâng lời chim. Nếu không thì chúng tôi sẽ không bao giờ. Em ở nhà, đây là quán thật sự là ế thiệt. Con cái cũng đùm đùm đề đề, hai ba đứa. Nhưng mà em vẫn tới đây để mà hỗ trợ anh. Thì em nhìn cái mặt nó biết mặt mọc mà từ dưới quê lên thôi. Ngày xưa là long lanh, lấp lánh, tôi mặc cana đồ. Tôi tủa. Cảm ơn em rất là nhiều. Tại vì hai chồng tôi khổ từ giờ tới bây giờ rồi. Cho nên là hai chồng con cũng nhiều, cho nên rất là lo lắng. Cho nên mọi người, bây giờ em sẽ về chăm sóc con em. Dạ, ngày hôm nay là bán hàng. Em đã khai báo nội dung là bán hàng. Bắt đầu khai bán nội dung, khai báo nội dung là bị bán đồng. Dạ, cho năm người thông cảm giùm em một lần nữa. Cảm ơn Quỳnh Quỳnh. Cảm ơn em rất là nhiều. Hey, rồi nha. Mẹ. Thật bỉnh cho mẹ. Tóc tài dâng lên. Đúng rồi, son má hồng được dẫn lên cho mẹ. Đây, con nhà tin kia đây. Chúng mình sẵn rồi, Diễm ơi. Bảo vệ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không cho vợ ta ghé nữa. Ta thì cứng từ. Đi quên chưa đi anh ơi. Thôi, đi chưa em ơi. Trời ơi, em ơi. Đi live stream mà không có mỏi cổ họng mà mỏi hai cái quay hàm. Trời ơi. Trời, là cười quá ra. Cười ha. Cảm ơn người lớn nhiều. Bye bye. Về rồi, về rồi. Ok, bán rồi em ơi. Bây giờ chị ơi, hồi lộn bây giờ anh ơi.
Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.